Ủa mà cổ làm gì vậy? Cổ làm nghề gì vậy ta? Cổ làm gì vậy? Cổ làm nghề gì? Lượm mộc. Lượm mộc à? Thôi cho cô hai hộp đi. Ủa mà ở đây lượm mộc hả? Là mộc ni lông hả cô? Ủa? Wow. Rồi thôi cho cổ hai hộp đi. Dạ. Lượm mộc mấy người ta bỏ. À dạ rồi. Dạ. Dạ dạ. Nhưng mà cô hỏi là cô lượm mộc như thế này là một đêm là từ tối tới sáng là được khoảng bao nhiêu tiền? Là cả một đêm luôn á hả? Lượm hết cái chợ Bình Điền. Wow. Dạ rồi, chào cô, chào cô. Rồi về phân loại. Dạ. Rồi ai muốn kiếm 100.000 ra đây làm từ tối tới sáng đi lượm mộc. Này mấy này đi cung phát. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 6 giờ tối ngày 2 tháng 5 năm 2020 và mình đang có mặt ở nhà số 690/2D, Nguyễn Duy, quận 8 ha. Tối hôm nay mình sẽ nấu 300 phần đùi gà chiên. Thì mấy ngày hôm trước có anh hoặc chị Hà Trương á, do không có để dấu, gửi về cho mình số tiền hơn 4.600.000 đồng. Và có chị Yến ở Canada thì chỉ gửi về cho mình số tiền là 3.200.000 đồng. Thì hồi trưa nay mình đã sử dụng 500.000 đồng theo ý nguyện của chị, là gửi lại cho bà ngoại lớn tuổi sống một mình ở Miếu Ngũ Hành quận 8 ha. Thì còn lại là khoảng độ 2.700.000, 4.600.000 cộng 2.700.000. Và hôm trước anh Canteen Trần á, khi anh gửi tiền về mình nấu cơm vẫn còn dư là khoảng độ hơn 200.000. Thì nói chung là tổng số tiền khoảng độ hơn 7.500.000. Thì mình sử dụng toàn bộ số tiền 7.500.000 này để nấu 300 phần cơm đùi gà chiên. Đó, mọi người có thể thấy trước mặt ha. Tối hôm nay mình sẽ phát cái phần cơm này đến những cái người lao động phổ thông á, quân vác ở chợ Bình Điền. Rồi, chúng ta cùng nhau đi xem nấu cơm đùi gà chiên ha. Ủa bà ngoại, cái này có ướp vô bà ngoại? Nước mắm à? Dạ dạ. Anh ấy sáng nó yếu rồi. Cái này tối nay mình chỉ cần bỏ dưa leo vô là được rồi. Bỏ dưa leo vô được rồi, cơm dưa leo với lại gà chiên. Dạ. Dạ. Chị Hồng, chị gấp một miếng lên mềm cái. Dạ dạ, đó, cho nó đẹp. À, miếng đầu cá nó vừa hồng. Cho em miếng khác đi. Xong gấp cho một bên rồi để cho nó lộ cái phần đùi ra. Cái đùi lên. Đã chưa? Dạ, rồi ok. Gấp cái đùi nữa nè. Cái nào có nét lớn. Có lẽ thì gấp hai con. Thôi cảm ơn chị. Đi quanh kia dầu mỡ không kìa. Đi chơi đi chơi hỏi gì. Ngon quá. Dư hội vậy đó. Rồi, xin lại một phát bữa nay dì ba có lên mạng không dì ba?
Đưa chị lên YouTube đó mà. Thấy trẻo mà. Dì ba đi thay cái đầm. Rồi. Trời ơi. Chưa trang điểm á, mà dạ. Tự nhiên vậy đó. Dạ. Vừa đẹp và vừa trẻ nữa. Dì ba mà trang điểm nữa là thôi, mình thấy gớm luôn. Em nhìn cái con nhỏ đáng sợ nữa. Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Rồi cả sớm luôn. Như là nấu tiệc vậy. Có. Ba đổi quá trời đổi mà. 11 giờ tối, 300 phần gà chiên. Chạy vô qua khỏi thu phí, chạy vô rồi đón không? Đón. Ông lên thì nước cẩm nguyên á, ông đi hẻm không có được, ông đi hẻm đâu được đâu, thẳng lên luôn. Xe ba gác không chưa hẻm được. Quay gì? Bài. Anh không đi. Rồi đi. Lâu lắm mới được một đoàn hộ tống lớn như vậy. Giờ vậy mới quay được cảnh đường tối buổi tối. Cầu Nhị Thiên Đường.
sau này những cái thước phim này trở thành kỷ niệm á. Anh chưa từng quay con đường này á, con đường về nhà mình. Cảnh đêm đẹp rồi. Cái này sẵn là quay city tour mà. Không, nhà anh không có buôn bán. Nhà anh không có cho mướn luôn. Ý là chứ mày mặt bằng thì ngon á. Thì ngon, nhưng mà nhà anh không có cho là bởi vì thích sống yên bình. À, ở dưới mặt bằng nó bán ốc ngon luôn quá trời. Ở đây khu ốc 10.000 Tại vì nhà chỉ thích sống yên bình thôi chứ không có thích kinh doanh. Hồi xưa nhà kinh doanh rồi. Hồi đó nhà anh nổi tiếng luôn á, về hủ tiếu á. Bởi anh có cái tiêu chuẩn là vậy. Cầu Ba Tàng. Bên đây phường 6, bên kia phường 7. Phạm Thế Hiện. Hồi đó là anh thường đạp xe từ phường 6 qua phường 7 này đi mướn phim nè. Cái thời mà phim bằng cái băng từ á. Quay. Tại vì ở đầu qua đây nó có cái chỗ cho thuê băng đĩa, băng phim chứ. Ngay khúc này. À bữa anh quay ở Hà Tông Quyền á, có cô hả, cổ đọc ra tên của ba anh luôn, trời ơi. Tại hồi xưa sống ở cái khu vực quận 11 á, ta biết. Anh bất ngờ luôn. Hồi xưa gia đình anh từng giao cơm cho cái công ty này nè. Công ty á? Ừ. Mỗi một ngày 500 phần á, em tin đi. Có đợt giao 1.000 phần luôn á, mấy công ty á. Về sau này má bệnh rồi, không có làm nữa. Sài Gòn đúng là rong ruổi bằng xe máy đã. Tại phút này mình cũng có cánh đường mà nó sẽ không biết vẫn còn đông mà. Nước quần mờ vẫn chục năm rồi anh chưa vô tới tận đây á. Em bảo không? Đó đi nó rẻ đó, cảnh sát cho mình tiền á. Ờ. Kêu ông khách 200.000 là đủ khách 30.000.
kìa, tiếng ếch nhái kêu. Tối nay mình đi tới 6 xe hơn trời. Mình chỉ yêu cầu 2 xe thôi. 4 xe chơi dự bị. Xe đi bảo hộ. Hôm nay nếu chạy vậy không có sợ dịch luôn á. Chỗ đâu nó chen vô. Quay được cái cảnh này hay ghê. Giá nhà cũng cao lắm á. Là tới đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi. Cầu Cần Giuộc. Anh dàn cho quá nha. Đúng không? Cái bỏ chó nhận mình hả? Đây là khu vực chợ Bình Điền. Lao động ban đêm ở đây rất là nhiều. Thank you.
phải báo ngay cho ban điều hành và bảo vệ rừng để có biện pháp. Ăn cơm à? Mấy người lao động. Anh làm gì anh ấy ha? Ở đây mình vận chuyển gì anh làm công việc gì ạ? Làm heo bốc xếp. À bốc xếp, dạ bốc xếp. Bốc xếp, bốc xếp. Rồi mời anh bốc xếp. Dạ. Nói anh ra gì mà lấy em đi anh. Dạ. Dạ. Mỗi người một hộp à chị ơi, một người. Dạ. Một hộp à chị, một hộp à. Bên đây lấy anh ơi. Đi đứng xa 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 xa. Rồi. Ở đâu anh? Tại vì họ sợ không qua được đó chứ. Mình được phép qua bển không? Được hả? Đại đông có khó quay không? Không. Cho ra. Anh nói họ ra lấy mình đi em nha anh ơi. Mình qua bển, ok. Rồi. Oh.
qua hướng này là hướng này nè, đừng đường hướng đó nha. Rồi. Hầu hết những người ở đây là làm nghề khuân vác bốc xếp ha. Làm việc cũng khá là cực buổi tối. Chị ơi, mỗi người một phần à. Mấy người này họ làm cung bác này làm từ mấy giờ tới mấy giờ ta? Là từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng rồi. Một ngày được nhiêu ta? Khoảng đồ? Tùy theo anh. Tùy theo lượng con bác hả? Tùy mà. Chủ yếu đâu phải lương đâu. Đúng không? Họ hỏi nãy nhiều thì họ có tiền nhiều. Họ đấy có tiền lắm. Tùy theo liền tiền. Nhưng mà hầu như là dương quận 8 rồi hả ta? Quận 8 với quận 8. Quận 8 là quá nhiều luôn. Quá nhiều. Lao động không à. Anh đó giàu có em ơi. À, anh chàng này đến nè. Rồi ai cần thì đến lấy. À. Cơm không ạ? Cơm anh ơi. Cơm cơm. Anh người đến nào anh? Sài Gòn hả? Đi luôn. Chịu kia họ ngại á. Rồi, no rồi. À. Kẹp, kẹp, kẹp. Có gì em chụp anh một hai tấm hình nữa. Một hai tấm hình chưa vậy, em đang quay anh cũng không chụp được. Thì lúc mà những cái người họ đẩy xe, họ nhận cơm. Chứ còn những người này không cần rồi. Cái lúc mà họ đẩy xe lại kìa. Mỗi người một hộp à chị ơi, mỗi người một hộp à. Kiệt, kiệt, cái đó chụp được rồi đó.
Đâu biết cái tiếng Anh này. Quá. Ôi. Bé ơi, thằng này có ăn không nữa? Ăn cơm không? Yeah. Xe. Thôi tao hai ba hộp đi, tao đem vô giữa tao hát cho. Không, mà cho chủ yếu là những lao động này thôi. À, ủa giờ này bán vé số luôn hả trời? Wow. Quỳnh là bữa giờ bị mấy lần rồi Quỳnh. Chút quá Quỳnh. Rồi. Nhìn ảnh ăn là biết ngon rồi. Wow, cho mình điền. Lấy rồi. Anh ấy ơi, hỏi cái anh ấy. Dạ, hỏi này làm từ mấy giờ tới mấy giờ anh ấy? Tùy theo. Dạ. Nếu có đồ nhiều thì làm tới 3-4 giờ. Dạ, là từ mấy giờ anh đã làm rồi? 2 giờ. Không, bữa nay nè. Bây giờ 11 giờ hơn mà. Là tối nay anh làm tới mấy giờ vậy? 7 giờ. Tới 2-3 giờ sáng. Anh là quận 8 luôn hả? Dạ, được quá. Thank you.
bà cổ làm gì vậy? Cổ làm nghề gì vậy ta? Cổ làm gì vậy? Cổ làm nghề gì? Lượm mộc. Lượm mộc à? Thôi cho cô hai hộp đi. Ủa mà ở đây lượm mộc hả? Là mộc ni lông hả cô? Ủa? Wow. Rồi thôi cho cổ hai hộp đi. Dạ. Lượm mộc mấy người ta bỏ. À dạ rồi. Dạ. Dạ dạ. Nhưng mà con hỏi là cô lượm mộc như thế này là một đêm là từ tối tới sáng là được khoảng bao nhiêu tiền? Là cả một đêm luôn á hả? Lượm hết cái chợ Bình Điền. Wow. Dạ rồi, chào cô. Rồi về phân loại. Dạ. Rồi ai muốn kiếm 100.000 ra đây làm từ tối tới sáng đi lượm mộc. Này mấy này đi cung phát. Cung quá chứ đẩy xe hết á. Ừ, coi cho mà ăn rồi, ăn rồi đói ăn rồi không? Ờ, à, thấy ngon quá ha. Ừ. Đó, anh ăn rồi lại ăn chứ thì không. Chồng muốn gì ba? Chồng gì ba nấu cơm. Ờ. Có vô dặn phụ còn không? Ừ, các bạn.
Phần cơm đang cho kìa. Hết chưa ta? Bây giờ mới thấy cực nè, thấy không? Đã một đêm luôn đi làm gì? Ủa? Còn cơm không? Cho mấy chú này nè. Ở đây nè, thấy mấy chú này xinh mà. Có nhà. Ở đây, gần. Rồi. Đa số là lao động bốc vác các bạn, từ buổi tối tới buổi sáng luôn nha, rất là cực. Cái cảm giác mình nhìn thấy họ ăn rất là ngon. Lần đầu tiên mình đi chợ Bình Điền buổi tối.